Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách chơi game Free Fire trên LD Play. Mà khi chúng ta di chuyển ấy không bị khựng này, không bắt tôm này, hay là lúc mà chúng ta bấm những cái phím chạy hay là nó không dừng lại này, đó. Nó cứ chạy thẳng lên này, đó. Rất là sượng đúng không? Rất là khựng này. Đôi lúc mà mình ấn chạy nha, mình muốn dừng lại nó vẫn cứ chạy. Đây mình bắn thử một vài lúc xem nào. Đây này, mình sẽ hướng dẫn mọi người cách khắc phục này. Đó, thấy chưa? Nó không bắn được. Đó. Rất là khựng và rất là lag luôn ạ. Đó. Thì bây giờ mình sẽ dẫn mọi người cách khắc phục khi mà chơi game Free Fire trên LD Play không bị khựng này, không bị không bắt tôm này, bị lag này và di chuyển khó này. Thì đầu tiên mình sẽ ra ngoài nhá. Đầu tiên thì mọi người ấy, nếu mọi người có cài phần mềm Ulykey thì mọi người tắt đi. Kích chuột phải và chọn kết thúc này. Tắt đi để di chuyển nó sẽ ok hơn này nhá. Đó, di chuyển này. Nó sẽ không ấy, nó vẫn lắc và khựng đúng không? Đây là vẫn là bị lắc và khựng này. Đây thì vẫn lắc bị khựng đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ khắc phục cái kia là khắc phục là di chuyển không bị di chuyển khó. Bây giờ mình sẽ khắc phục là không bị khựng và không bắt tâm khi mà chơi. Thì bây giờ mình sẽ ra đây, mình sẽ vào cái mục là ba chấm này, này chọn là mục cài đặt. Thì đầu tiên thì cái này chỉnh độ phân giải thì chỉ giúp cho máy tính cấu hình cao hay là máy tính cấu hình thấp nó bị lag hay không thôi. Máy tính mình thì cấu hình bình thường mình sẽ cho lên đây. Nếu mà máy cấu hình thấp thì mọi người sẽ để đây nhá. Đây là 1280 thôi. Tiếp đến là mục mode này. Mục mode chính là cái mục mà giúp chúng ta hết khựng và hết bị lag khi mà chơi Free Fire trên LD. Mọi người sẽ chọn mode của mình là đây, Road Phone 2. Chọn là 120. Tiếp đến là card game thì là để là 120 max đây, nhưng mà nó chỉ được độ 90 thôi. Tiếp đến mọi người lưu vào nhá. Ấn lưu này và khởi lại, mình khởi lại này. Bây giờ mình sẽ vào game xem nó đã hết được chưa. Vào game. Phóng to lên. Ok, bây giờ mình sửa di chuyển xem nào. Đó, di chuyển hay mượt mà hẳn luôn anh em ạ. Đó, thấy chưa? Như vậy là sẽ hết đi. Ôi, bắn trượt. Mù mắt. Úi ôi ôi, đó. Đấy là cách mình khắc phục. Đầu tiên là di chuyển này. Di chuyển khó này. Thứ hai là bị khựng khựng khi mình xoay này, đúng không? Khựng đúng không? Bây giờ hết rồi nhá. Thứ ba là không bắt tâm. Thì khi mà mọi người không chỉnh ấy, lúc bắt tâm nó rất là khó lắm. Khi mà chỉ vào người nó sẽ bị lag này. Ok, thì như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho mọi người cách khắc phục khi mà chơi game Free Fire bị khựng này, bị lag này, di chuyển khó trên LD Play nhá. Xin chào và hẹn lại mọi người. Bye bye.